Chào. Chào mọi người nha, mình đang ở Banana Tree à? Banana Tree Hostel. À, ở đâu nhỉ? Giới thiệu luôn thế. Trung tâm bến đỏ Tam Cốc, thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện A Lư, tỉnh Ninh Bình. Rồi các bạn nghe giọng hay và người toàn trai đẹp này. Gái đẹp đứng cạnh không giới thiệu đâu, giới thiệu trai đẹp đi nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng rồi đấy, chứ khu được thưởng thức rồi ạ. Bữa ăn sáng của mình. Cái dưa này. Đây là cái bát sông khói. Đây là món chúng ta đang làm từ bữa ăn sáng của người nước ngoài. Lát bacon, sông khói cùng với hai quả trứng, xà lách, cà chua. Đấy, sau đây mình sẽ nấu để chị theo dõi. Mọi người cùng theo dõi nhá. Các bạn nhìn này, thịt rất hấp dẫn. Hơi sệt sệt. Làm thì ở nước ngoài họ ăn trứng trong đào. Chứ cứ làm như bình thường. Để mình làm được một quả trứng lòng đào thì khi mình rán sẽ phải bật nhỏ lửa cho sôi dầu. Mình bật to lửa là trứng sẽ chín, không được lòng đào. Là hoàn thành rồi đúng không? À, đầu bếp trẻ thì mình trình bày món ăn ngon không?
bây giờ ăn thì cứ để thế này cho đẹp nên là kẹp vào cắn. Kẹp vào. Ngon hơn là mình sẽ cho một chút tương cà chua vào. Bên trên cho một chút. Mắc luôn. lấy cái thìa xúc mà để nhiều thì ăn được mà. Nghe lắc xong rồi nó nhiều quá. Bóc luôn chị ít tương ớt. Dùng hạt lại tương cà lại ngon luôn đúng không? Hấp dẫn chưa? Liệu chị bị cay xèm đấy. Rồi cảm ơn em nhá. Ok. Rồi. Cay thì chị cho mấy lát dưa chuột lên. Rồi. Bây giờ trang trí rồi cắt này là mình có thể ăn được. Đi kèm. Bánh như thế này cho bữa sáng các bạn nhé, và cả ngày luôn, và cả ăn và rất nhiều năng lượng.